Ngày hôm nay thì mình sẽ muốn giới thiệu cho các bạn một trò chơi khá thú vị mang tên đó là Idol Car Tycoon. Trong trò chơi này chúng ta sẽ biến thành một ông chủ salon xe hơi. Và với cái quyền lực như vậy chúng ta có thể xây dựng một đế chế xe hơi. Chúng ta có thể nâng cấp để tăng doanh thu trong cái trò chơi này. Đây là một trò chơi mà rất nhiều bạn, nếu như các bạn muốn trở thành dân kinh doanh, nếu bạn nên chơi qua trò chơi này. Và với trò chơi này chúng ta có thể nâng cấp để có thể thu hút thêm nhiều siêu xe về cho Agara của chúng ta, từ đó tạo ra một cái nguồn lợi nhuận khổng lồ trong trò chơi. Đây là một trong trò chơi có hình ảnh rất đẹp và các bạn, điều quan trọng là chúng ta chơi mà không tốn công sức gì, thậm chí là các bạn chỉ cần nâng cấp, sau đó thì chúng ta cứ nhìn tiền và lợi nhuận của chúng ta tăng lên hàng ngày mà thôi. Và link tải của trò chơi này Idol Car Tycoon thì mình sẽ để ở phần phía bên dưới ở phần mô tả cũng như là phần comment ở trong cái video clip này, thì chúng ta hãy có thể cùng nhau xây dựng một đế chế xe hơi nha anh em nhé. Và một đế chế xe hơi với rất nhiều những cái loại siêu xe khác nhau, và mình tin trò chơi này sẽ mang lại cho các bạn những giây phút giải trí cực kỳ thú vị. Ok, xin chào bạn đã trở lại vào đầu thứ hai trong ngày hôm nay. Một đường bay kéo dài đường này có sao và nó sẽ kết thúc trong một thành phố biển. Và trong bản đấu này thì GK quyết định sẽ bỏ cuộc rồi. Và chúng ta sẽ chỉ chơi với 11 team mà thôi. Đây là 3D họ sẽ đáp xuống đó đường này quan sát. Đây là Kabi, Q, công chúa, Tùng Sam. Như vậy là team này có hai người chơi nữ anh em ạ. Đó là Q như được công chúa. Và đã có và đáp xuống nó rất nhanh. Nhưng có vẻ trong vườn này quan sát này sẽ có người giao tranh ở trong vườn này. Trong đó thì gây cô ngốc mưa sao của 94 và cỏ lạ họ đang hướng tới đó là một xưởng cơ khí để game F-Trick tân đẹp dài thì cờ sói và Blue Kim John. Họ như vậy là họ cũng đáp được xuống ngay bên ngoài vườn đài quan sát, nhưng họ không đáp xuống thẳng của vườn đài quan sát, có lẽ là không tự tin với khả năng giao tranh của mình. Với đó lý do vì sao mà team GFF cộng thêm với Blue Kim John quyết định là nhảy về hướng khác. Đây là phốt út quý mạnh đi tù NTN nhờ là Châu 18 cộng, họ đáp xuống đó là vừa khó quân sự. Đây là Châu 18 cộng mình ta có mình đó là không có đồ gì cả, và mày thì đang có và gì chuyển rất nhanh. Đây là người bán sử T6 yêu linh T5 vũ ba cù như là Lê Thị Nô. Rồi mày Lê Thị Nô thì có ring đó là sát bột rồi, và hy vọng trong bản đấu này Lê Thị Nô sẽ không chết sớm. Và có vẻ như là khi mà không có AFK Phú Đại chơi cùng thì Lê Thị Nô anh ta cũng không có động lực chơi nhiều cho lắm. Ba D họ đang chiếm được vườn đài quan sát rồi. DV đã có mặt ở bên trong vườn đài quan sát, và như vậy DV và team ba D sẽ có và giao tranh với nhau. Đây là ping gay bin gay tê và cũng như Thanos và BB Boy sẽ có ba đẩy lên đến vị trí của DV BB Boy không. Thanos ping ngay nhờ bin gây tê và đang chờ trong vườn đài có sát đây. 3D Kabi kêu công chúa nhờ Tùng Sam vẫn đang pha cổ quay. Mày Tùng Sam thì ta đang cố và ngắm ra bên ngoài, nhưng mà chưa thấy thằng bỏ mẹ đâu cả, đã thấy một người rồi nhưng mà chưa quyết định bắn. Lúc này thì Kabi sẽ có va đẩy lên cho mình hay không. Kabi vẫn đang đi tìm đồ, Kabi vẫn đang đi tìm đồ anh em ạ. Đây là kêu hôm nay là công chúa đang va vòng ra rồi, liệu rằng họ có tấn công được trong vị trí Kabi hay không. Rồi đây kêu cô ta đã mất đi cho mình một nửa lượng máu rồi. Lúc này thì kêu chỉ có lại là bình đó là 101 máu mới thôi. Thì vì và đang có những pha gọi là phòng ngự khá kinh ở trong một vườn đài quan sát này, phát hiện ra đối phương ở phía trước mặt, nhưng bên người tây vẫn chưa bắn. Bên tay trái có người, bên người tây vẫn đang chưa bắn, vẫn chưa tìm được góc nào để bắn cả. Đối phương đã tấn công trước rồi. Rồi này thì bên người tây đã mất đi cho mình đó là 70 máu. Đây là ping gay hôm như Thanos và BB Boy và đang có và di chuyển ra khỏi vườn đài quan sát này. Càng đét và khét lẹt lẹt, Kabi sẽ qua đẩy xuống kêu công chúa như Tùng Sam. Công chúa đẩy vào, công chúa đã bị a cùng đến với chữ ping gay rồi. Đó là pha đẩy và không tốt dành cho vị trí 3D công chúa. Tùng Sam có lên chơi khô máu hay không, vì trên có 4 người. Bây giờ nếu như mà 3D Tùng Sam lên khô máu thì hay có. Đây là Kiu đã bắn vị trí đối phương. Kabi đang di chuyển ra và Tùng Sam đã bị AWP rồi. Tùng Sam bị AWP cũng đến với vị trí binh gầy. Hôm nay được Kiu nhận Kabi phải bỏ chạy thôi, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Thì vì đã có và phòng ngự là rất tốt với Raid binh gầy tây. Anh ta chỉ đơn thuần là bơm lại cho mình lượng máu mà thôi. Một pha đẩy vào không thành công và cũng không hợp lý dành cho vị trí 3D. Kiu cũng đã phải nằm xuống rồi, chỉ còn lại mình DV. Và như vậy là có một người khác đã hạ gục vị trí của Kiu. Đây là SVG Phong AT Nam Tân Coi Kai 16 đang có mặt bên trong vườn đảo dừa. Anh em bỏ phú em mẹ cân dặn cân bốn, nỗ sợ gái với chỗ đài đồ. Hôm nay Thanos bắn gục vị trí của RGB Tân đẹp dài. Như vậy RGB cũng đang có mặt ở trong vườn này, nhưng đội trưởng họ đã phải nằm xuống. Hôm nay chị Rick sẽ 3 đẩy lên cho mình hay không. Đây là TK Sói ở Blue Kim John.
Him tròn con chim, anh ta sẽ xử lý nào tình huống này đây, khi mà những thành viên của DV vẫn đang có mặt ở bên trong cái cabin này. Vâng, vẫn chưa biết đẩy vào như thế nào. Tất nhiên sai, có lẽ anh ta không ngờ trong vườn này có đông người đấy như vậy. T-Rex đang di chuyển lên. Lúc này T-Rex có đẩy ở bên trong cái khu vực cabin này không? Những thành viên của DV vẫn còn ở đây. T-Rex đang di chuyển khá thoải mái. Đây là TK sói, đây là Blue Kim tròn con chim. Kim tròn ném ra cho mình một quả lựu đạn và để xem nó có làm gì không. T-Rex ngất rồi, một pha di chuyển khá ngao đá giữa vị trí T-Rex và DV. Họ lại có thêm cho mình mà gồng nữa. Và thời gian này thì vài round thi đấu là rất tốt ở trong ngày thi đấu này. Trở lại với diễn biến ván đấu chúng ta hôm nay, đây là TK sói, là Kim tròn. Kim tròn sẽ cố pha đẩy lên cho mình hay không? Và 39 người chơi là gì chúng ta còn lại trong ván đấu này. Kim tròn đã bị bắn gục rồi. Đặt ra từ bóng kèo đến với vị trí TK sói để cứu lên người đồng đội của mình, nhưng họ cũng đang bị tấn công từ cả phía trên và cả phía dưới, hơi khó khăn dành cho vị trí hai thì viên RGF rồi. Vâng, khó quá, quá khó, khó hơn cả thi đại học, khó quá. Đây là DV, và hôm nay DV vẫn đang có ra mình những cái pha thi đấu là ổn. Bin gây tê, Pink gây Thanos và BB Boy, họ vẫn đang chờ trong vườn đài quan sát này. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Riga Gaming, các bạn đừng quên để lại mình một like, một subscribe nha. Đây là SCVG Vox HT Nam Thần Coi Nhân Cai 16 và đang có mặt ở bên trong vườn đảo dừa. À, lúc này vòng bò của chúng ta sẽ thu nửa dưới của bản đồ. Đây là anh em bóc vú em, mẹ dặn cân 4 đồ sợ gái với chuột đai đồ và đang có mặt ở bên trong khu vực tung lũng này, và họ đang đứng ở đúng cái chỗ mà trong bàn đấu trước họ đã có mình cái vị trí top rồi. Hôm nay tỏa sáng và đang có mặt ở bên trong vườn làng Rim Nam và đang lút khá sâu. Thầy Pom là DQ nhân muội muội đang lút khá sâu ở phía dưới, và lúc này thì vẫn đang có và chờ ở bên trong vườn này dành cho vị trí của team tỏa sáng. Đến có Tùng Anh bảy phát một đêm, Vũ Cam nhờ Don't Forget, họ vẫn đang chờ ở bên trong vực thành phố biển và sẽ có va đẩy qua vực đèo đá này, tiến sâu hơn bên trong vực cổng trời. Bên Evo M10 LNS FPT Shop nhờ FBI Bell, họ vẫn đang có mặt ở bên trong vực tháp promo và để xem team Việt Nam họ có thể làm được gì cho trận đấu này hay không. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Riga Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, follow được đẹp trai và được xinh gái nha anh em. 39 người chơi, Ray Lê Thị Đô có cho mình mà của vị trí Don't Forget rồi. Một pha tấn công rất nhanh đến vị trí Lê Thị Đô. Hôm nay thì người văn sử Lê Thị Đô vẫn đang có pha di chuyển qua và đang ngắm vua xuống, nhưng mà tôi thấy T5 người ta đang bị bắn mất đi khá nhiều máu. T5 chỉ còn lại là mình 21 máu mà thôi. Đây là T6 Linh sẽ có pha đẩy ra để có thể bắt bài vị trí đối phương. Có vấn đề đối phương hay không? Đây cầu Vũ Ca bị ạ gục rồi. Lê Thị Đô tiếp tục có cho mình mà gục nữa, đó là bạn gục thứ hai Lê Thị Đô trong trận đấu này. Vẫn đang pha căn ke xuống, có vẻ như họ đang bao vây được vào vị trí của Deadcon rồi. Và đang được bạn đến từ vị trí của Ledino. T5 có pha double kill và team Deadcon bị quét sạch khỏi ván đấu này. Và quá ghê đội bắn dê. Và lúc này thì đây là người bắn sở, người bắn sở họ vẫn đang có những pha thi đấu là căng đét và khét lẹt lẹt. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Riga Gaming, bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nha anh em. Người bắn sở và đang có mặt ở bên trong vườn đèo đá đến phong đút quý mạnh như tù NTN như châu 18 cộng, họ cũng đang có pha chờ đợi một cơn mưa cho mình mà thôi. Và lúc này Fordu đội đang chờ bên trong vực thung lũng này. Vòng bò chúng ta đang thu lại và đây là một trong những điểm nấp khá tốt dành cho vị trí của Fordu. Fordu châu 18 cộng vẫn như thường lệ và nấp ở đằng sau thùng phi để nếu như mà đối phương có một pha đẩy vào thì châu 18 cộng sẽ có những pha ra cản phá. Quý mạnh đi tù như NTN vẫn đang có pha chờ NTN, anh ta đang nhìn về phía vị trí của team anh em idol, nhưng thực ra bây giờ tấn công vị trí của anh em idol trong cái khu vực này là tương đối khó. Thì có sói và Blue Kim tròn Ray đang có mặt ở bên trong vườn doanh trại rồi, họ sẽ tạm thời an toàn cho tình huống tiếp theo. Team Gay và đấu Ray đang có mặt ở bên trong vườn nhà máy điện, một pha có thể nói nấp khá ổn dành cho vị trí của Gay cô ngốc. Mưa 6 của 94 như là cỏ lạ và Ray nó đang chờ ở bên trong vườn nhà máy điện mà thôi. À, đây là Ray cô ngốc có cho mình đó là mũ 302, mưa 6 con bình mũ 302, của 94 con bình mũ 302 và cỏ lạ mình mũ 202. Team Gay họ đang có mình một cái lượng đồ là rất tốt. 3D Kabi và người khốn khổ và đang di chuyển với trong vườn tùng lũng này. Cả Kiu công chúa và Tùng Sam đều đã ngất khá sớm rồi. Và hôm nay chỉ có lại mình Kabi và đang di chuyển với trong vườn tùng lũng này. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha
anh em Divi, BB Boy, Thanos, Pink Guy, Nhật Bình, Gây Tê. Họ đang là những người thi đấu rất tốt trong ngày hôm nay. Brand vẫn đã có một pha di chuyển ở bên trong vực đài quan sát này. Ốt có một cái tình huống gì đó mà tôi thấy là có cái mũi tên. À, đó là một cái tính năng mới trong cái Free Fire, khi bạn có thể đánh dấu những cái đồ hoặc là đánh dấu với cái xe, đánh dấu hướng di chuyển của mình khi mà đang di chuyển ở trong cái Free Fire. Đó là một tính năng mới phiên bản OB19 này. Phốc HT, Nam Tân Coi, Kai Zet và đang có pha chờ ở bên ngoài của nhà máy điện này mà tôi. Và sẽ có pha nhìn ngó bên trong đến vị trí SCBG hay không? Phốc HT đã bị bắn rồi và đó là thành viên của team Gay, tôi tin là như vậy. Team Gay họ đang có pha chờ đợi ở trong vùng này. SCBG Nam Tân Coi, nhất SCBG Kai Zet họ đang di chuyển ở bên trong vùng nhà máy điện. Vâng, có một số bạn hỏi là tại sao mà đấu trước thì GK có thi đấu thì bà đấu này họ không đủ người, họ quyết định là sẽ bỏ cuộc. Vâng, quyết định là sẽ bỏ cuộc nhá. Đây là T6 Linh, T5 Vũ Ba Cù, nhờ Lê Thị Nô họ đã có mặt ở bên trong vực khu dân cư và sẽ có va đẩy sâu ở bên trong khu vực này đến được vị trí người bắn sử hay chăng. Vẫn đang có va thi đấu là hết sức tập trung dành cho vị trí người bắn sử. Đây là người bắn sử Lê Thị Nô, này ta đang có một pha di chuyển và đang lút lấy cái hòm thính. Vòng bò chúng ta đang dần dần thu vào rồi và để xem là vòng bò giờ về đâu. 35 người chơi thì chúng ta còn lại trong trận đấu này, bò sẽ thu vào và bò sẽ rơi về đâu đó bên trong vực thung lũng tháp đồng hồ sưởng gỡ khí. Như vậy thì anh em họ sẽ thêm một lần nữa có mặt ở bên trong cái khu vòng bò này. Và nhưng mà có lẽ họ đã ăn ở một vòng đoàn bò khá sớm rồi. Điểm nấp họ này đang tương đối gần vòng bò và đang sấy về phía của vực thung lũng đến từ vị trí bò vú em. Và bò vú em có vẻ như anh ta hôm nay có vẻ bò vú được khá nhiều người. Đây là mẹ sẵn cân 4 có bình, đó là cái sa môn. Trong khi đó Nô sợ gái có bình mũ 1 sa 3, chuột idol có bình mũ 3 sa môn. Đồ đạc là tương đối ngon lành cành đào dành cho vị trí anh em idol. Zen 1k thầy bom là liquidity nên là muội và đang chờ ở bên trong vực tháp đồng hồ đây mà tôi. Team tỏa sáng hôm nay đã có nó bình một lượng đồ là tương đối tốt và sẽ có pha đẩy lên đến vực tháp đồng hồ này dành cho vị trí của thầy bom. Đây anh bạch đi tù cổ mang ạ à, cùng cho mình vị trí của DQ. À xin lỗi các bạn, vị trí của DV rồi. Hôm nay ping ngay là người phải nằm xuống. BB boy cái ít máu, BB boy bị bắn gục rồi. Các bạn thấy cái sói đã bị bắn gục rồi. Chỗ này đồ là người có mạ gồm vị trí của BB boy. Hôm nay chỉ còn lại Thanos như là pin gây tê mà tôi. Hay là Ford út bạch đi tù thì vẫn đang có va chờ. Quý vẫn đang có va cắt kè. À mày đứng lên, là mày đứng lên cho bố mày xem nào. Vâng, ý là Quý đang nghĩ như vậy. Quý nó bắn lấy khẩu và mask nhà kè điện thoại đang nổi lên. Và hôm nay ta vừa kéo đi đối phương cỡ khoảng 3-40 máu rồi. Hôm nay Quý vẫn đang có va kiểm soát rất tốt với khẩu và mask của mình. Đây là bảnh đi tù, mình ta đang có va chờ đợi một cơn mưa. Ở phía dưới có team anh em idol, ở phía giữa thì có mấy thành viên của RGFF, nhưng mà có vẻ như RGFF này chỉ còn lại mình Blue Kim Chon mà thôi. Khi mà tới cả sói có pha đi lẻ, mình ta đã bị bắt đèo. Hôm nay team Gay vẫn đang có những pha giao tranh. Cô ngốc nhảy xuống hơi ngốc rồi. Cô ngốc đang là từ bóng kẹo chặt đi xa rồi. Đối với cô ngốc đang còn pha bắn ngược trở lại, nhưng mà với khoảng cách như này thì bắn MB40 có mà trúng vào đít à. Đây là mưa A6 sẽ pha đẩy ra của 94 tiến tới đối với đội bắn khá thoải mái. Nhưng lúc này có vẻ team Gay họ vẫn đang có lợi thế hơn so với chiếu SCBG. Mưa A6 vẫn khá nhiều máu. Mưa A6 đã có pha là móc lốp đối phương. Lúc này đối phương sẽ pha đẩy ra. Cô ngốc sẽ có thể làm gì? Cô ngốc đang bỏ chạy rồi. Cô ngốc đang cố pha di chuyển nó khá thông minh. Vâng, một pha di chuyển khá thông minh đến vị trí của cô ngốc. Cô mày đây là cỏ lạ sẽ va đẩy vào đứa mình hay không? Vẫn là chưa. SCBG vẫn đang có mặt ở bên trong và đang là một tình huống răng co rất ghê. SCBG đã có một tình huống bia cũng đến vị trí của Kai Zen rồi. Đây là TD Coi và đang cố gắng đẩy ra Nam Thần và đang cố gắng đẩy ra Phúc Bát Tê và đang cố gắng đẩy ra. Liệu rằng có thể làm gì được không? Một pha móc lớn thì mà hai lần đạn bắn vào vị trí của móc Phúc Bát Tê. Vẫn đang được bắn rồi. Của 94 đã có mạ của vị trí SCBG Kai Zen. Và trong khi đó thì Phong AT tạm chơi dại rồi. Đối vừa đứng ngoài này là khá đông. Trong khi đó thành viên của SCBG vẫn chưa thể làm gì. Của 94 là người có mình mạ ngã gục. Chỉ còn lại Nam Thần với TD Coi mà thôi. TD Coi vẫn đang cố được bắn, nhưng mà lúc này đối phương đang cố pha bóc lộ vị trí anh ta. TD Coi sẽ phải bỏ chạy trong tình huống này. Bà mọi người chơi là gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. Team Gay và đã kiểm soát trong khu vực này là khá tốt. Lúc này đây là Gay cô ngốc phát điều đối phương rồi. Cô ngốc đang được bắn. Cô ngốc sẽ có nó bị mạ gục trong trận đấu này. Với đó là mạ gục vị trí của TD Coi đến từ vị trí của Gay cô ngốc. Hôm nay thì Gay họ vẫn đang có va tràn vào, quyết định mà sẽ ăn nốt người chơi còn lại ở SCBG, đó là Nam Thần. Nam Thần người ta chạy ngược vòng bò và ngược sóng ngược gió thì yêu em rồi. Gay Nam Thần đã xin lỗi các bạn, SCBG Nam Thần đang bị bắn ra từ bóng kẹo chặt đi sát đường đối phương. Nhưng team Gay không bỏ qua vào cuộc chiến tử, có cho mình mạ gục thứ ba của anh ta trong trận đấu này. Cô ngốc đã bị bắn gục nhưng họ vẫn có thể cứu kịp được vị trí của nhau hay không? Máu của ngốc đang tụt là rất nhanh và lúc này thì
những người chơi của Team Gay họ đang cố gắng cứu nhau, khoảng cách họ đến vào bò là tương đối xa, nhưng nếu như có xe thì Team Gay vẫn có thể đẩy vào được. Và đó là pha giao tranh khá căng, căng đét và khét lẹt, và Team Gay quét sạch Team SCVG cho ván đấu này. Trở lại diễn biến ván đấu chúng ta hôm nay, đây là T6 Linh, T5 Vũ Ba Cù, nhờ Lady Thị Nô, họ vẫn đang pha chạy bò khá chậm chạp ở bên trong vừa vòng bò. Như vậy là cô gốc của 94 đã bị hạ gục đến vị trí vòng bò rồi. Và sau khi cống hiến pha thi đấu là rất đẹp mắt thì Team Gay họ đã bắt đi cho mình đó là hai người, chỉ có mưa sau cũng sẽ đi. Còn cỏ lạ và đang di chuyển vào, máu cỏ lạ tụt rất nhanh, cỏ lạ và đang lái xe, cỏ lạ sẽ cố gắng sinh tồn, cỏ lạ vừa chạy vừa bơm lại cho mình lượng máu rồi. Cỏ lạ và đang thi đấu là khá tập trung và sẽ di chuyển vào bên trong vòng bò. 25 người chơi là gì chúng ta còn lại trong trận đấu này, lưỡng bại câu thương, cả Gay cả SCVG họ đều đã mất đi khá nhiều người, với SCVG thậm chí bị quét sạch cơ. Vâng, trở lại diễn biến ván đấu chúng ta lúc này là anh em Idol vẫn đang có một pha phòng ngự là rất tốt, và lúc này vị trí họ vẫn nằm trong vòng bò nhưng có thể sẽ không nằm trong vòng bò cuối. Tỏa sáng này đang có một điểm nấp là tương đối đẹp, Z1K thấy bom được quy tí của Bụi Bụi hàng phát hiện chiếc xe đó là vị trí của Gay, và lúc này vẫn đang có pha xây từ vị trí của Bụi Bụi rồi. Bụi là bắn đối phương đã chạy khuất đi tầm nhìn đến vị trí của tỏa sáng Bụi Bụi, và như vậy tạm thời đối phương sẽ có một pha né được đến vị trí của tìm tỏa sáng. 23 người chơi là gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. Evo M10 LNS FPT Shop nhìn FBI Bell, Bell phát hiện từ vị trí đối phương và vừa rồi cỗ pha bắn đến từ vị trí của FBI Bell. Đây là FPT Shop, và FPT Shop sẽ có pha đẩy mình hay không? Team Việt Nam đang cầm chỉnh ở bên trong vừa thao đồng hồ này, chỉ có không biết là có họ có biết là có tìm tỏa sáng đây không mà thôi. Nhưng trước tiên là phải giải quyết đối phương này đã. NTN cỗ mạng hạ của vị trí của cỏ lạ rồi, vẫn đang được bắn với đó là mạng cũng đến từ vị trí của Evo M10 vào vị trí của Lê Thị Đô. Thêm một lần nữa Lê Thị Đô lại là người đầu tiên của người phán xử vậy nằm xuống. Lúc này vẫn đang được bắn khá thoải mái từ vị trí VNFT Shop. À xin lỗi các bạn, VNM10 nhờ FPT Shop người ta mất đi khá nhiều máu, người ta vẫn có thể nấp đi trong tình huống này. Lúc này T5 T6 nhờ Vũ Ba Cù họ đang bị kẹp từ khá nhiều hướng, thì Fordu đang có pha đổ đèo xuống, sẽ có pha xâm chiếm nó bên trong vừa tháp đồng hồ. Liệu rằng sẽ có pha đẩy vào công? Lúc này thì Quý ta đang có pha đẩy lên, và đó thì mấy ngày mai đồ thì mấy ngày mai đồ nó vẫn đang được đẩy ra. Đây là Quý ta có bình M79 tạm thời bắn hai thằng bỏ mẹ trên tháp đã, bắn là tốt 200 và 276 máu chất là đối với Nabia gồm. Quý vẫn đang được dùng M79, Quý vẫn M79 hay quá. Quý sẽ có pha đẩy ra, Quý chơi đối phương, Quý hạ gục, Quý có pha triple kill, Quý quét sạch thì mấy ngày mai đồ trong trận đấu này. Những pha búa với M79 của Quý nó phải gọi là quá đẹp mắt luôn, không thể chê vào đâu được. Vâng, đôi khi thần đồng Quý có những cái pha gọi là lên đồng thi đấu khá hay, và đó là mạ gục rất tốt dành cho vị trí của Quý. Ba mạ gục và Team Fortune quét sạch team anh em Idol trong trận đấu này. 16 người chơi là gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. DV gây tê ra phát hiện ở đối phương con pha bắn vuốt tân lên bên trượt, FBI bèo lạ của vị trí NTN rồi. Như vậy Fortune mất đi cho mình người đội trưởng này, Quý đã bành đi tù. Châu 18 cộng sẽ ba đẩy ra, anh ta đang được bắn ở vị trí đối vướt nên chưa chính xác. Bành đi tù cỗ mạ của vị trí Bin gây tê, và DV bị quét sạch của trận đấu này, còn lại người phán xử mà thôi. Người phán xử và đang thủ chắc ở bên trong với tao đồng hồ. 13 người thấy bò mạ của vị trí Quý rồi. Hôm nay đây tỏa sáng Z1K thì tỏa sáng nó điểm nấp là tương đối tốt, và họ vẫn có thể kiểm soát khu vực này. NDQT thì anh ta đang có pha di chuyển ra, đây là Bụi Bụi cũng đang có pha chờ về N10. Họ B10 anh ta đã sẽ phải hạ cùng thành viên của Fortune trước khi mà tính đến chuyện tiếp theo. Nhưng bây giờ di chuyển ra sẽ có thể bị bắn đến từ vị trí của thành viên tỏa sáng ấy chăng. Tỏa sáng vẫn chưa bắn ở vị trí của VN Evil M10, trong khi đó Fortune đang phải chịu rất nhiều cái pha giao tranh ở đây. Vẫn đang được bắn rồi xây lên vị trí của VNFT Shop, họ vẫn đang và đẩy ra để FBI bèo ba thành viên của người phán xử. Vâng, thậm chí tên nam anh ta còn đang múa ở đây nữa và ra cố gắng đẩy sâu lên trong vòng. Một pha chạy bò đầy tư duy đến vị trí của người phán xử, và liệu rằng đối phương phát hiện ra vị trí của người phán xử ở đây hay không. Phán xử vẫn đang đẩy ra bảnh đi tù đã 10 năm thì múa quạt rồi, anh ta đã bị hạ gục trong tình huống này. Tỏa sáng bây giờ sẽ đấu với team Việt Nam, trong khi đó phía dưới vẫn còn người phán xử nữa. Lúc này tỏa sáng là Quý thì không biết lúc này họ có biết có người phán xử đây hay không. Vẫn đang hoàng kiểm soát được khu vực vòng bò này, bò đang thu vào. VNPT Shop đã bị hạ gục đến vị trí Bụi Bụi, đặt bắn đến vị trí LNS. LNS sẽ có nó bị mạ gục trong tình huống này, đặt bắn khá nhanh, lấy mẹ cả UBP ta bắn luôn. Và tầm này nó có gì chơi nấy, mà đối với bị hạ gục đến vòng bò thì phải. Lúc này người phán xử T6 ta lại có nó bình một điểm nấp là tốt rồi. Hai thành viên của người phán xử, ba thành viên của người phán xử vẫn đang sống. Quý thì đã bị hạ gục, đang còn pha buôn bom lên đến vị trí
đầy bom, nhà không thiếu gì ngoài lựu đạn IVM10 có nó bình mạ không. Trong khi đó thì tỏa sáng nơi đất quý thì ta đã vừa bị bắn gục đến vị trí đối phương. IVM10 đã bị gục một quả lựu đạn ngay dưới chân. IVM10 đẩy ra được không được rồi, người phản xử đã không qua đẩy lên RLS, ta đang được bắn nó sẽ có mạ gục cho mình. FBI bèo có nó bình mạ gục hạ cùng luôn ở vũ ba cù, người phản xử bị quét sạch ở trong trận đấu này. Rồi còn lại về RLS và VN bèo mà FBI bèo mà thôi. Tỏa sáng đang đẩy lên, tỏa sáng sẽ có nó bình top 1 trong trận đấu này. Tôi tin là như vậy, mùi mùi sẽ va đẩy vào. Anh ta đã bắn cùng đối phương rồi, một pha chống trả nhưng mà VNLS quá đơn độc. Và đó là top 1 dành cho vị trí của tỏa sáng ở trong trận đấu này. Và tỏa sáng thậm chí họ còn không mất bất kỳ một thành viên nào. Một ván đấu rất xuất sắc dành cho vị trí của tỏa sáng. Và lúc này thì họ đã có nó bình, đó là cái top 1 trong trận đấu thứ hai này ngày hôm nay. Quá đẹp mặt và thi đấu quá hay. Và quá hay cho đội bán đồ ăn chay. Và hay quá. Thi đấu nó phải như thế chứ lại. Như mấy cái thằng bỏ cuộc thì chết.